Con xin cảm ơn Chúa và con xin chào các quý nhân sự của trường. Nhờ anh Tú Yes, first, yeah, I say thanks to God and to everyone who served God and to every pastor that served God to this school. Con xin chào Mục sư Can. Yeah, I say good hi to Mr. Can. Dạ, con xin chào tất cả các anh chị em có trên phòng Zoom. Con cảm ơn những ân nhân đã dâng hiến tài chính và có những lời cầu thay ở khắp mọi nơi, và đó là lý do con có mặt tại ngôi trường này. Yes, I would like to thanks to every supporter in finance and everything that support to the school that can run and finish. Con chỉ có thể nói việc con có mặt tại ngôi trường này là bởi ân điển và sự thương xót của Chúa. Yeah, I would like to say that by the grace and mercy of God, I can be here to study in the school. Giới thiệu một chút về bản thân. Con tên là Lê Đỗ Minh Quân. Yes, I am a Quân. Năm nay con 20 tuổi. I'm 20 years old. Sinh ra trong một gia đình tin Chúa tại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Đà Lạt. I live in a small village outside of Dallas. Mặc dù biết Chúa từ nhỏ, nhưng con không hề được gặp gỡ Chúa, vẫn sự sống trong sự buông thả. But while I live as a Christian's family, I know God when I was young, but I still live a life without Christ. Game, tình dục, tình yêu không kiểm soát là thứ con tìm kiếm đến nhiều nhất. Sexual immorality in love with girlfriends and playing video games is what I'm searching in my life. Cảm tạ Chúa thì cách đây một năm Chúa đã cho con gặp gỡ được Chúa ở trong lúc tuyệt vọng nhất, tưởng chừng sẽ kết thúc mạng sống này. One year before, I thank God that he showed himself to me before I started to decide to suicide. Và lúc đó con trở về quê hương và kết ước với Chúa rằng sẽ dâng mình để hầu về Chúa. Con phục yes. vụ công tác của thanh niên tại địa phương. Yes, from that moment, I decided to say to God, to promise with God that I want to serve him. And now I serve God in the youth group at my church. Ngay từ ban đầu thì công việc của con rất là chầy chật và vất vả, không có một ai để có thể giúp đỡ. But during the time of serving, I was lonely and I find no help from others. Nhưng cảm tạ Chúa thì Chúa luôn đưa đến những người cố vấn, những người giúp đỡ để giúp con ở những thời điểm khó khăn nhất. Yes, I give thanks to God because he sent the people who is my counselor and my helper through the time of difficult. Trước khi đến trường này, con đã phải tranh chiến rằng là sẽ đi hay là ở lại, bởi vì có quá nhiều sự tư vấn nên con cảm thấy bối rối, muốn dừng lại và con quyết định hỏi Chúa. Before I came to the school, I want to ask God because so many people say many things to me, counselor, many things to me. Chúa chính là câu trả lời cho con. Chúa cho con nhìn thấy được hai điều. Điều thứ nhất là trước đây con đã từng cầu xin Chúa rằng Chúa ơi, xin Chúa ngài giúp con để kỷ luật bản thân. Và điều thứ hai, Chúa cho con nhìn thấy phía trước mắt có rất nhiều lớp học và rất nhiều cơ hội để được tham gia. Nhưng nếu con không tìm kiếm Chúa trước hết thì mọi điều đều không có thành tựu. Yes, he gave me two things. First, a long time ago, I pray to God that God would give me the chance to study in the Bible school. And second, he teach me that I need to seek him first before to start doing anything. Và bởi sự cảm động, Chúa đã cảm động lòng con,
thì con đã được thúc giục để đi đến ngôi trường này. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều sự thất bại, không phải sự thất bại mà là trở ngại, và con đã suýt chết hụt trong hai lần tai nạn. But God had directed me and lead me to the school of SOC. And I know that is from God, but it's also many troubles that I faced during the time I study here. Two times I got an accident that affected my life. Nhưng gạt bỏ hết tất cả quá khứ và tất cả mọi sự lại đằng sau, và bây giờ con có thể ngồi đây để làm chứng, đứng đây để làm chứng cho mọi người về những điều mà con đã học được trong ngôi trường này. But everything God protects and his peace is upon me, and now I am stay safe. That God teach me and help me to study and to finish the school. Có hai ao ước lớn nhất của con khi đến ngôi trường này, đó là biết Chúa đấng con đang thờ là ai, và biết được sự kêu gọi của Chúa trong cuộc đời con là gì, và con đã được thỏa mãn điều đó. Con không chỉ biết con không chỉ biết lẽ thật mà con còn nắm giữ được chắc nó, và còn muốn trở thành lẽ thật mà Chúa muốn con phải trở thành. Before I came to the class, I really want to know more about God, who God is, who am I serving. But after the school, I was so happy when I know more about God, who I'm serving, and I know about the truth. And I pray that God would continue to use me to become the truth for the kingdom. Con đã biết Chúa của con có một và thật. 100% là Đức Chúa Trời và 100% là con người. And I know that Jesus Christ is the Son of God. He is 100% God, but 100% also human. Chúa đã được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh, mà Đức Thánh Linh đó cũng đang ở trong chính con, và Chúa đã có một đời sống cầu nguyện. Jesus Christ, my Lord and our Lord, he was led and was filled by the Holy Spirit, and he is serving God. And now I am also filled with the Holy Spirit, serving God and praying to God. Chúa có một tình yêu thương, sự quặn thắt và sự cưu mang đến những người hư mất. Chúa đã đến để chữa lành, đuổi quỷ, giải cứu người bị chèn ép và bất công. Chúa đã chọn con đường thập tự, con đường chịu khổ và con đường chịu đóng đinh. Jesus Christ, the Lord, he chose to suffer. He chose to be mocked, to be beaten, and to be crucified by the sin of the world, because he had the heart of God. He loved the world. He loved people. He was created. Con xin gọi Chúa Giêsu là người thầy vĩ đại nhất của cuộc đời mình, và học trò thì phải giống thầy. Con xin dâng mình là một người Nasire cho Chúa, và sẽ là một người môn đồ của Chúa. Là trái đầu mùa, là của lễ toàn tiêu có mùi hương thơm. Now I know more about my Lord Jesus Christ, and I know more about how he served the living God. And now I want to offer my life to the living God, to Christ Jesus, to follow him and to know him. Và ngày hôm qua khi học bài học cuối cùng, Chúa đã cho con câu trả lời. Sau khi trở về nhà, con đã biết phải giảng điều gì, phải soạn bài giảng ra làm sao để cho các bạn, và con được ấn chứng ở trong câu Kinh Thánh trong Matthew đoạn 28 câu 19 đến câu 20. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép bắt tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. And through the last lesson yesterday, I studied, and now I know how to share with others about a life of Christians and my life. And I study in the book of Matthew, chapter 28, verse 19 to 20. Con kết thúc lớp học này, con sẽ trở về quê hương và dâng mình để chia sẻ những điều mà Chúa đã dạy cho con trong lớp học này, để dự phần cho một mùa gặt bội thu. Con cảm ơn Chúa và con xin hết.
Yeah, I give thanks to God that after this class, I will go back to my hometown and continue to serving God with others. Amen. Tạ ơn Chúa.